Kính chào quý khán giả. Trong đêm nay, các tỉnh thành Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái ít mưa với nhiệt độ thấp nhất sẽ phổ biến trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ. Riêng khu vực Tây Bắc, nhiệt độ chỉ dao động trong khoảng từ 20 cho đến 23 độ. Sang đến ngày mai, nắng lại xuất hiện từ sớm đẩy nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội cũng như trên toàn Bắc Bộ sẽ tăng nhanh và dao động trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Cục bộ có nơi sẽ nắng nóng trên 35 độ. Từ khoảng chiều tối mai, trời có xu hướng chuyển nhiều mây và có khả năng sẽ xuất hiện mưa dông rải rác tại các tỉnh thành Bắc Bộ. Còn thời tiết tại các tỉnh Trung Bộ vẫn chưa có nhiều biến đổi trong 24 giờ tới, phổ biến là đêm không mưa, ngày nóng bức với nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 33 cho đến 35 độ. Có một điều cần lưu ý là ở khu vực từ Thanh Hóa và Nghệ An, khoảng chiều tối mai có thể xuất hiện mưa dông rải rác. Trở vào với các tỉnh thành phía Nam, khu vực này vẫn chủ yếu ban ngày nắng ráo, đến chiều tối có mưa dông nhưng với lượng không lớn. Cùng với đó là nhiệt độ ngày mai tại Tây Nguyên sẽ duy trì trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ và tại Nam Bộ nhiệt độ dao động từ 32 cho đến 34 độ. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đều có mưa rào một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km. Tại Hoàng Sa có gió thổi nhẹ, còn tại Trường Sa gió Tây Nam cũng chỉ hoạt động với cường độ cấp 3, cấp 4, tình trạng biển bình thường. Cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.